Và các anh chị thành viên trong nhóm, mình tên Nguyễn Duy Mẫn, hiện đang sinh sống và làm việc tại Úc. Có kênh YouTube chia sẻ về cuộc sống Úc để giới thiệu tới các anh chị và các bạn trẻ có thêm thông tin về xứ sở chuột túi này. Bên Việt Nam mình đã học ngành cơ khí tại Đại học Tôn Đức Thắng. Sau khi học xong thì làm quản lý tại cửa hàng Inox Ngọc Thí cho tới khi qua Úc. Mình đã biết qua kênh YouTube của thầy Hiếu cách đây 2 năm. Hồi đó tới giờ rất thích xem kênh YouTube của thầy Hiếu vì thấy thầy chia sẻ quá thật lòng nên đôi khi bị nhiều bạn trẻ không thích cho lắm. Hiện tại ngày nào cũng xem kênh của thầy để học thêm về tư duy tích cực, thái độ và cách sống. Mình nhớ là thầy nói không giỏi thì có thể đào tạo được, nhưng tư duy và thái độ thì hơi khó. Trước giờ mình chưa thấy ai có tâm và có tầm giống như thầy Hiếu. Thường thì người đời cho bạn cá để ăn chứ ít ai chỉ cho bạn cách câu cá lắm. Hiện tại mình đang quyết tâm cố gắng làm, mặc dù không có nhiều thời gian nhưng cũng cố gắng làm để cán mốc 100 video đầu tiên. Có duyên thì sẽ gặp lại các bạn trong nhóm. Xin chào và hẹn gặp lại thầy và các bạn trong nhóm, và chúc cho kênh của tất cả các bạn mau mau bật được kiếm tiền để có thêm thu nhập thụ động. Đó là điều mà thầy Hiếu cũng mong muốn trong năm 2018 này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.